Ôi. Xin ra mầm. Cái này được rồi. Mơ mấy thời gian đúng mà nó cũng văn nó phải. Giới thiệu với mọi người, đây là cái món gà hấp hạt dổi của anh em người Tây ở dưới Bản Liên, Bắc Hà các bạn. Wow, cái miếng lòng lợn này trông rất là căng tròn luôn mà ở trong nó không có gì đâu ngoài mỡ thôi. Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Rượu Ngô Bắc Hà. Bây giờ thì Vinh sẽ giới thiệu với các bạn về cái món ăn nháp trong đám cưới của người dân tộc Tày tại xã Bản Liền, huyện Bắc Hà các bạn nhé. Đây là cái bữa ăn nháp và mấy anh em này đang chuẩn bị cho cái bữa cỗ ngày mai. Đây là dành cho ngày mai các bạn nhé. Đây là món khẩu nhục của ngày mai này. Đó, còn ở bên này thì là các anh em bên này đang chuẩn bị cho cái bữa ăn nháp tối nay. Đây, trước mắt là một cái chậu với rất là nhiều cái lòng của con gà để tí nữa xào hoặc là làm cái món gì đó. Đây, mấy anh em bên này là đang chuẩn bị cho món xào gì đó đây các bạn. Còn cái mẹt thịt gà lớn lớn này là để cho ngày mai các bạn nhá. Ở dưới kia là cái chỗ đám cưới thì đang mọi người đang hát hò ý lên, không biết là có bị dính bản quyền âm nhạc không. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái đoạn này các bạn nhá. Đây là cái món đây là món thịt luộc à anh? Thịt luộc xong thái ra. À xào đúng không nhỉ? Cái món thịt xào để ăn tối buổi tối ngày hôm nay các bạn. Đây là cái bữa ăn nháp các bạn nhá. Ngày mai mới là đám chính. Còn cái này là cái món gan phèo của con lợn để luộc đúng không? Lợn bản đây anh ăn thử miếng cho con. Dạ thôi anh ăn đi. Rồi em xin. Đây là cái món gan lợn này các bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Cái con lợn này là các anh ấy bảo là nuôi hàng chục năm nay rồi mà. 11 năm. Ăn được rồi đấy chứ. Rồi cho đây nhé. Ừ. Cái món đó. Còn đây là cái món lòng của con lợn này. Cái này là bóng. Cái này là cái đoạn lòng già của nó đây nhỉ anh nhỉ? Cái chỗ này là cái chỗ ngon nhất của cái lòng này. Bóng dài. Dài nhỉ? Nhưng mà thái miếng to này liệu có đủ ăn không anh? Không đủ ăn thì một tí mỗi người là một miếng. Sợ nhiều mâm quá lại không đủ. Mỗi người một miếng chia nhau. Một người ăn trước một miếng. Wow, cái miếng lòng lợn này trông rất là căng tròn luôn mà ở trong nó không có gì đâu, ngoài có cả mỡ thôi. Bây giờ là đang chuẩn bị cho cái bữa cơm tối nay đúng không anh? Vâng. Đây, mấy anh bên kia là đang thái món dồi lợn rồi. Cái món dồi lợn mà lúc đầu mình quay ấy. Này, anh này cũng đang thái dồi lợn đây. Giúp nhau mỗi người một tay. Dạ không, em không ăn đâu. Anh cứ thái đi. Em ăn xong em lại không nói được đâu. Vâng. Trông hấp dẫn phết đấy nhở.
cái chiên lên thôi nhỉ. Ờ, chiên lên nướng. À, thế ở đây là mình thái xong mình không cho vào đĩa luôn hả anh? Vâng. Thái xong lại cho vào chậu lượn trước à? Cho vào chậu trước xong mới... múc ra sau. Phèo luộc đúng không anh? Vâng. Trông ngon phết nhở, cái chỗ thịt mỡ của nó ấy. Đây là dành cho những bác nào thích ăn lòng lợn các bạn ạ. Lòng lợn, tiết canh rồi là dồi lợn. Anh em thanh niên đây chắc là cùng thôn mình hết chứ đúng không? Vâng. Đây, đây là gà, chân của con gà được chặt riêng ra. Đây các bạn, còn kia là cái món thịt gà để cho ngày mai nhé các bạn nhé. Đây thì là mấy anh em đang chuẩn bị cái món khẩu nhục. Đây là công đoạn rán thịt để chuẩn bị thái ra làm khẩu nhục đấy các bạn. Sau khi các anh này thái giòn lên thì sẽ ngâm vào nước, sau đó mới thái ra để làm tiếp cái bước tiếp theo các bạn. Đây là bếp lửa cũng đang hoạt động để chuẩn bị cho cái bữa tối nay này. Đây còn một cái phần dạ dày của con lợn vẫn còn đang luộc ở đây. À đây, chú này vớt ra rồi, chắc là chín rồi.
Vâng, thưa các bạn, ở bên này thì các anh em này đang giúp nhau để vót những cái xiên để ngày mai nướng thịt lợn các bạn ạ. Đó, ở trên vùng cao này là khi mà làm cái món thịt nướng ấy thì chủ yếu là các anh em tự phải vót những cái xiên này, chứ không có xiên sẵn như ở dưới xuôi đâu các bạn ạ. Đây là xiên được làm từ những cái cây tre, đây này, cây tre này chưa được trẻ ra này. Còn ở dưới xuôi thì mọi người sẽ sử dụng những cái xiên bằng thép hoặc là bằng sắt luôn. Đó. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là món lòng lợn hay còn gọi là món dồi lợn ở trên vùng cao Bắc Hà mình các bạn nhá. Đấy, anh này là cái anh đảm nhiệm cái món này. Thế là anh luộc tất cả rồi đúng không anh? Có còn cái nào nữa không? Vẫn còn này. Đây, bây giờ là mang đi cất xong lại tiếp tục luộc cái chỗ đây, vẫn còn đây. Còn hai túm nữa các bạn ạ. Cái nước nó ra nâu hết cả nước rồi nhỉ. Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là cái món gà hấp hạt dổi của anh em người Tây ở dưới Bản Liên, Bắc Hà các bạn. Đấy, cái con gà khi mà các anh ấy cho vào trong cái nồi này ấy, thì sẽ lót ở bên xung quanh một cái lớp lá rong đúng không? Lá rong hay lá chuối gì đây này? Lá chuối. Đấy, sau đó là mọi người sẽ rắc cái hạt dổi mắc khén vào đây và luộc lên các bạn ạ. Bây giờ thì thịt gà đã chín rồi, mấy anh bắt đầu vớt thịt gà ra và cái mùi hương nó tỏa lên thì rất là thơm các bạn, toàn là mùi mắc khén luôn. Con gà nó vàng hương này, gia vị và nhìn rất đẹp. Cái này là chắc là gà nuôi ở Bản Liền mình luôn đúng không anh? À, thế là thấy con gà nó cũng đầu cũng kẹp vào đây. Kẹp vào đây. Nhìn vàng. À, cái món thịt gà này thơm quá các bạn. Chắc là mai không cần phải tẩm ướp gì nữa đâu đúng không anh? Mai chặt ra ấy. Vẫn phải cho hạt dồi à? Bây giờ nó đã có hạt dồi rồi nhưng mà mai chặt ra vẫn còn phải tẩm ướp hạt dồi mắc khén nữa các bạn. Bây giờ mình tẩm là tẩm cho nó thơm ở bên trong thịt, ngày mai là mình tẩm cho nó thơm ở bên ngoài thịt. Cái này là một cái mẹt rất là to luôn các bạn. Một cái mẹt để đựng được tất cả những con gà ở đây luôn. Ngon đấy nhờ. Được một con gà nhảy lên trên đồi uống rượu thì phải... Cái này không biết được về đâu. Đúng rồi. Bốn mươi mâm cho một cái đám cưới người Tày ở trên bản này các bạn. Em không biết được. Cái này là phụ thuộc vào cái người chặt gà, xem là chặt ra có đủ không. Có người nó chặt một con gà ra được 4 đĩa, có người chặt ra được 5 đĩa. Xong là cái gà này là bây giờ cứ để đây đến mai luôn hả anh? À, treo lên đúng không?
Xong là mai đến chiều mai mới ăn đúng không? Khoảng 30 giờ ăn rồi, 8 giờ là chặt rồi. À được. Mai chặt là nó nguội hết chứ đúng không? Chắc rồi. Nháp này thì mình làm khoảng bao nhiêu mâm anh? Đó. Cái bữa này này, bữa tối này này. Cái này là 12 mâm. 12 mâm thôi. Vâng. Ta gọi mỗi người trong làng mình thôi đúng không? Vâng. Vậy là cái món lòng lợn rồi là cái món gan lợn đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Còn cái xương này thì chắc là bỏ đi hả anh? Vâng. Ok các bạn, bây giờ đã chuẩn bị đến cái giờ ăn tối rồi các bạn. Cho nên là mấy anh em này đang chuẩn bị những cái món ăn cuối cùng cho cái bữa ăn nháp tối nay. Đây là cái món chân gà chiên. Đấy, thì sang bên này nhé các bạn nhé. Đây. Có vẻ là chưa được giòn mấy anh nhỉ? À đây à? Đây đi sang bên này thì mấy anh em này vẫn còn đang xếp khẩu nhục tiếp các bạn ạ. Đây đi sang bên này nhá, đây là phía bên trong nhà này. Cái này là thịt gà cho đám cưới ngày mai này. À, còn một ít thịt lợn nữa. Ôi, gà đi chết treo cổ hết rồi chú ạ. Vâng. Dạ. Đây các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía bên trong nhà nhá. Ở dưới kia họ vẫn còn đang hát ở mầm kia, không biết là có sao không. À, bây giờ mấy anh em sẽ cùng nhau múc thức ăn ra bát để chuẩn bị ăn tối các bạn. Ở trên này thì đám cỗ rất là giản dị, chỉ có những khách ở trong làng thôi các bạn. À, món của anh bên này là món thịt xào, còn đây là món lòng lợn. Lòng lợn luộc, còn đây là món dồi lợn này. Có 3 món ăn. Tính cả món canh nữa thì chắc khoảng 4 món. Đây là những cái mâm này. Đây là nó thay thế cho những cái mâm nhôm ấy các bạn. Đáng nghe là cái mâm nhôm nhưng mà đây là được làm bằng gỗ này. Đấy. Cái này là cái món là lòng gà xào các bạn ạ. Lòng của con gà đó, xào lên. Trông cũng rất là hấp dẫn và rất là thơm các bạn. Bên này là những cái món ăn dân dã. Dùng cả cái mẹt để bê luôn.
Vâng, thưa các bạn, bây giờ đã đến giờ ăn cơm rồi các bạn, và mọi người đang chuẩn bị cho bữa cơm tối nay. Đây là các chị em rồi các cô người dân tộc Tày ở bản Liền các bạn. Ở dưới bản Liền này thì họ vẫn giữ được cái nét văn hóa của họ, tức là vẫn còn mặc những bộ váy truyền thống như thế này. Đấy, kể cả thanh niên hay là người lớn họ vẫn mặc những bộ váy người Tày này các bạn ạ. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang kia để ăn cơm các bạn nhé. Cũng rất là đông khách này. Đây là nhà sàn của chủ nhà các bạn nhé. Đây chính là cái nhà chính mà vừa nãy là mình đang đứng ở nhà bếp các bạn. Cái nhà thì mình đã từng có một video ở đây rồi, mình đăng lên kênh Rượu Ngô Bắc Hà. Đấy, lần này là mình cũng vẫn đăng lên kênh Rượu Ngô Bắc Hà các bạn nhé. Và có một số video về cái đám cưới thì mình đăng ở kênh Tôi Người Vùng Cao. Các bạn có thể vào kênh đó để xem thêm các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ vào đây để ăn cơm với lại gia đình các bạn nhé. Đây các bạn, ở đây chính là cái phần ở phía dưới nhà, ở dưới sân đấy. Có rất là nhiều mâm ở dưới sân, còn chỗ mà mình đang ngồi đây là ở trên nhà. Dạ vâng. Đây, mấy anh em mình đang ngồi ở trên nhà sàn các bạn ạ. Đây đều là các anh em ở trong xã Bản Liền hết. Ở trong này thì người dân ở đây họ rất là quý khách và rất là thân thiện với những người ở xa đến như bọn mình. Đấy. Nhà mình thì cách đây khoảng 25 cây. Cái này là rượu ngô hả anh? Hay là rượu gạo? Rượu gạo. Vâng. Rồi. Thế em xin phép mời các anh nhé. Rồi, chúc sức khỏe mọi người ạ. Rồi, chúc sức khỏe các anh nhé. Đây, cầm máy đây để tôi quay ông nào. Rượu là như kiểu rượu ngô ấy nhỉ? Bác Hà yêu hương. Đấy. Rồi, có lẽ là mình xin phép là mình tạm dừng video của mình tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.